Chiều ngày 25 tháng 10 năm 2019, các trường trung học cơ sở cụm 4, trường trung học cơ sở An Lư tổ chức chuyên đề cấp huyện dạy học theo chủ đề tích hợp An Lư quê hương anh hùng. Dự chuyên đề có đại diện lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện, các thầy cô giáo, ban giám hiệu các trường trung học cơ sở trong toàn huyện, lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã An Lư cùng đông đảo cán bộ giáo viên, các bậc phụ huynh và học sinh nhà trường. Thực hiện văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thủy Nguyên, các trường trung học cơ sở trong cụm 4 đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyên đề cấp huyện dạy học theo chủ đề tích hợp. Cụm đã thống nhất giao cho trường trung học cơ sở An Lư thực hiện chuyên đề An Lư quê hương anh hùng. Đây là một chủ đề dạy học tích hợp nằm trong chương trình khối 8 của trường trung học cơ sở An Lư. Chủ đề được thực hiện trong 8 tiết, tích hợp các bộ môn ngữ văn, giáo dục công dân, lịch sử, âm nhạc, địa lý. Với mục đích đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục, tăng cường khả năng vận dụng, tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh, rèn cho học sinh kỹ năng sống, kỹ năng trải nghiệm thực tế, đồng thời tăng cường dạy học lồng ghép, dạy học gắn với tìm hiểu lịch sử địa phương, qua đó giúp các em học sinh thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về quê hương mình, để từ đó nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong việc kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp đó trong xu thế hội nhập hiện nay. Nội dung chuyên đề An Lư quê hương anh hùng gồm 4 phần: tìm hiểu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế của xã An Lư, tìm hiểu về lịch sử hình thành, quá trình đấu tranh xây dựng xã An Lư, các nét văn hóa truyền thống của quê hương An Lư và gìn giữ, kế thừa và phát huy những nét văn hóa truyền thống. Điều đặc biệt của chuyên đề nằm ở hình thức giảng dạy cũng như cách các em học sinh tiếp cận kiến thức một cách chủ động. Xuyên suốt tiết học, các em học sinh được chia thành 4 nhóm với các phần kiến thức đã được giao để tìm hiểu, sau đó báo cáo kết quả. Thay vì trình bày theo cách thuyết trình lý thuyết truyền thống, các em học sinh hết sức sáng tạo khi lồng ghép nhiều hình thức khác nhau để thể hiện phần trình bày của mình. Các hoạt động này đã đem lại hứng thú cho các em học sinh khi biến kiến thức khô khan trên sách vở thành những hoạt cảnh sinh động, những vở kịch lắng đọng và những hoạt động giao lưu tìm hiểu lịch sử với nguyên lãnh đạo xã. Chuyên đề đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự cũng như giáo viên bộ môn của các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Những dư âm tốt đẹp mà chuyên đề đem lại đã góp phần bồi đắp cho các em tình yêu, niềm tự hào với chính mảnh đất mà các em đang sống, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.